Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Tôi là Thúy Miền, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh táo bón là một căn bệnh rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay và táo bón gây ra rất nhiều phiền toái cho người mắc phải. Đặc biệt khi đó là trẻ nhỏ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều bởi trẻ nhỏ rất khó tuân theo liệu trình điều trị của bác sĩ. Vậy thì có cách nào để là giải pháp cho vấn đề này? Và để giải đáp các thắc mắc đó, ngày hôm nay chương trình chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Nguyễn Phương My sẽ cùng chúng ta đi tìm câu trả lời cũng như là những cái giải pháp cụ thể cho vấn đề này. Vâng, xin chào thạc sĩ Nguyễn Phương My và cảm ơn chị đã nhận lời mời được chương trình có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, thưa chuyên gia, tuần vừa rồi thì có câu hỏi của một vị khán giả gửi đến cho chương trình, đó là của bạn Kim Yên sống tại Hà Nội. Bạn ấy có hỏi như sau ạ. Chào chương trình, con gái nhà tôi năm nay được 3 tuổi rưỡi. Một tháng sau Tết gần đây, cháu rất hay bị mắc đi tiêu vào buổi tối, nhưng ra nhà vệ sinh ngồi một lúc lâu mà vẫn không đi được. Tôi có đi mua thuốc cho cháu uống thì cháu có đi được, nhưng ngưng thuốc lại đâu vào đấy. Đặc biệt là cháu nhà tôi rất sợ uống thuốc, nên việc uống thuốc thường xuyên rất khó khăn với cháu. Vậy thì xin chuyên gia cho tôi lời khuyên được không ạ? Từ trong cái đoạn ra Tết đến bây giờ, mình đã điều trị rất là nhiều trường hợp trong cái tình trạng là qua Tết mới bị táo bón. Ngày nào cũng có trường hợp đến hỏi là làm sao mà con tôi lại bị táo bón. Thế hỏi rằng quay ngược lại về vấn đề là Tết bé làm như thế nào. Thì thứ nhất là Tết, bố mẹ thường không mấy chú trọng về chế độ ăn của các bạn. Đối với những cái bạn nhỏ dưới 1 tuổi ấy, thì bố mẹ thường chú trọng hơn. Tại vì bạn thì các bạn thì có một chế độ ăn riêng. Nhưng bé tầm độ 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi rồi, bạn ấy không còn cái chế độ ăn riêng so với các bạn bình thường nữa, dẫn đến rằng là các bố mẹ thường Tết thường không chú ý nhiều, chủ yếu cho đi chơi nhiều. Đi chơi nhiều các bạn ấy mất nước, quay toát mồ hôi nhiều lắm, và đặc biệt Tết vừa rồi rất nóng. Đấy, thành ra là thiếu nước mà các bố mẹ không biết cách uống bổ sung thêm nước cho con. Bổ sung thêm nước cho con thế đời để Tết này có thể là bổ sung thêm nước hoa quả thì cũng là một cách cho các bé rồi. Nhưng chắc là nhà mình, chắc là nhà bé nhà bạn Kim Yên này thì là quên vấn đề nước. Cũng có thể là trong cái bữa ăn của bạn ấy đa phần là thịt nhiều, giàu chất đạm, nó cũng dẫn đến táo bón. Tại vì không thể tiêu hóa được hết, trong khi đó nó không có cái rau xanh, không có nhiều vitamin phụ trợ, không có thêm chất xơ, cũng dẫn đến vấn đề con táo bón. Đấy, thì là táo bón ở dịp Tết thường sẽ là như vậy. Vậy đối với trường hợp con của chị Kim Yên ấy, thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đấy ấy, thưa chuyên gia? Đối với đấy, các bạn trẻ tầm 2 tuổi trở lên, có nghĩa khi đấy bạn ấy đã có một cái chế độ ăn cùng với gia đình, thì cái nguyên nhân gây táo bón của các bạn ấy rất nhiều. Đối với các bạn tập tibo thì thường dễ bị tâm lý này đấy, hoặc là có những cái giai đoạn mà chế độ ăn các bạn ấy không phù hợp này, hoặc là các bạn ấy vừa mới uống kháng sinh xong trong một quá trình điều trị dài mà mẹ không biết cách bổ sung hợp lý. Vậy sao? Kháng sinh nó diệt vi khuẩn có hại đường hô hấp mà nó lại diệt luôn cả vi khuẩn có lợn đường ruột nữa, dẫn đến là bé bị thiếu lợn khuẩn đường ruột mà mình lại không cung cấp được cho bé, cũng dẫn đến bé bị táo bón nhé. Hoặc là bé ăn quá ít chất xơ. Chất xơ ở đây là gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan thì nó gặp trong rau màu xanh nhiều, nghĩa là rau rau lá rất là nhiều. Còn đối với chất xơ hòa tan thì nó sẽ nằm trong củ quả nhiều, và mỗi loại chất xơ nó sẽ có một chức năng khác nhau. Ví dụ như chất xơ không hòa tan nó như một cái chổi quét nhà, nó quét hết phần da thì nó bao bọc cái khuôn phân đấy lại để tạo ống ra ngoài. Còn chất xơ hòa tan thì nó giúp các cục đào thải nó liên kết lại với nhau tạo thành một khối để đầu tiên ra ngoài.
Vâng, và cuối cùng thì chuyên gia có thể đưa ra một lời khuyên chung cho các bà mẹ đang đau đầu với cái vấn đề mà con bị mắc táo bón được không ạ? Thì lời khuyên đầu tiên đối với mẹ thì Kim Yên đó là bạn ấy phải có một cái lộ trình điều trị về táo bón. Nó không phải một hai ngày là xong. Với những trường hợp táo bón nặng như thế này thì có phải đến 3 tháng hoặc 6 tháng mới ổn định được cái đường ruột cho bé. Tại vì đường ruột của con nó là cả một cái hệ tiêu hóa, từ phân cắt thức ăn rồi hấp thu rồi đào thải ra ngoài, nó rất nhiều vấn đề nhé. Đấy là trường hợp trả lời riêng về vấn đề. Còn trường hợp chung, khi mà bé bị táo bón, đối với những bé mà để điều trị nhanh nhất, dễ nhất, đó là khi mà bé vẫn là bị táo bón nhẹ nhàng thì mình điều chỉnh lại chế độ ăn cho các bé. Điều chỉnh làm sao? Cái nguyên tắc đầu tiên đó là từ cái nguyên nhân dẫn đến táo bón rồi. Giả sử như mà thấy bé bắt đầu có hiện tượng táo bón cứng cái đầu phân cái, mình biết ngay là con thiếu nước, mình phải cho con uống thêm nước, bổ sung thêm nước vào. Đấy, thì nhiều mẹ rất là không quan tâm đến đường nước của con. Đặc biệt những bạn đi học rồi ở trường các bạn cực kỳ ít uống nước. Bởi vì sao? Các bạn ấy mải chơi đồng thời mồ hôi lại cũng ra rất là nhiều nữa, càng thiếu nước trầm trọng hơn. Đấy, ta phải uống nước chỉ một ít tấm cũng ở nhà thôi thì rất là hít quá nhé. Đấy là một. Cái thứ hai đó là vấn đề chế độ ăn. Đấy, chế độ ăn ở trường mình xem khá là nhiều về cái thực đơn của nhà trường thì đa phần có những bạn là ở trường ăn được nhiều rau xanh hơn ở nhà. Đấy, nhưng mà cái hàm lượng rau xanh ấy, cái lượng rau xanh trong cái bát của các bạn ấy thì lại rất là ít, không đủ được cái lượng chất xơ hàng ngày cho bạn. Nghĩa là cả ngày trời con chỉ phụ thuộc được chất xơ có một chút bữa trưa ở trường thôi, còn về nhà con không ăn, bố mẹ không cho con ăn được. Đó là thực ra là nguyên nhân là từ ngày nhỏ bé đã bị thiếu những cái vi chất dinh dưỡng dẫn đến cái gai kiểm giác của bé bị kém đi, bé kém phát triển đi, nên bé ăn chọn lọc. Đấy. Còn đối với những nguyên nhân khác đấy là về rau xanh này, còn về cái sữa lợn khuẩn đường ruột thì hàng ngày bố mẹ thường ít khi bổ sung cái sữa chua cho con nhá, thì cũng dẫn đến cái vấn đề bị táo bón. Và khi điều trị vấn đề táo bón thì phải kết hợp cả ăn uống và uống thuốc đối với trường hợp nặng. Và cái việc dùng thuốc của các con là phải có sự chỉ định của bác sĩ hoặc là có hướng dẫn sử dụng của chuyên gia. Bởi sao? Nếu mà chỉ điều trị bằng thuốc không, nó không hiệu quả, nó phải sự kết hợp. Và khi điều trị kết hợp đấy, nó phải có sự tương tác giữa gia đình và chuyên gia về táo bón. Trước tiên điều trị mà để gia đình mình tự biết không thì rất là khó. Vâng, cho cảm ơn chuyên gia Phương My với những chia sẻ rất là gần gũi cũng như là rất là cụ thể cho cái trường hợp của chị Kim Yên và toàn thể quý vị khán giả của chương trình. Vâng, và hy vọng qua những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích của thạc sĩ Nguyễn Phương My vừa rồi thì quý khán giả đã tự đúc rút ra cho mình những cái kinh nghiệm quý báu để có thể đề phòng cũng như là chữa trị căn bệnh táo bón một cách hiệu quả nhất. Và để được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0826 212 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây là hết. Và một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Phương My đã đến tham dự cùng chương trình và có những chia sẻ chuyên môn rất hữu ích vừa rồi. Xin cảm ơn MC. Xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào, hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.